Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay bếp ngon 688 tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn để chúng ta vào bếp thực hiện làm cái nồi lẩu chua cay rất là ngon. Và cái lẩu này ăn với lại ba cái loại rau mà hôm nay tôi mang từ quê lên, ba loại rau rất sạch. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp để xem cách làm và chúng ta thưởng thức với ba loại rau gì nhé. Và tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn các cái nguyên liệu chính để chúng ta thực hiện ăn, đưa vào ăn cùng với một cái nồi lẩu chua cay rất là ngon. Đây, các nguyên liệu chính này tôi sử dụng thì tôi sử dụng một loại thịt, đây thịt bò đây, thịt bò lát đây, và một chút cái phần sụn non, và tôi dùng sụn non của con lợn nhé. Ở đây thì tôi dùng thêm chân gà, dùng thêm một phần gan gà. Đấy. Và tôi dùng thêm trứng lộn. Đây, cái phần nguyên liệu để làm một cái nồi lẩu chua cay của chúng ta cực ngon thì tôi dùng một loại nguyên liệu là các cái phần sốt chua cay mà tôi đã tự chế biến ra. Đây. Cái này thì trong một cái video khác tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao pha chế được một cái loại sốt chua cay sử dụng cho lẩu ngon như nào nhé. Nguyên liệu không thể thiếu nữa chính là các cái phần, ví dụ như ớt của tôi dùng ớt sừng, tôi sát lát như này. Đây một phần một chút phần gừng xay, gừng băm tôi đã băm ra, và một phần ớt sừng tôi cũng đã băm nhỏ, và phần sả thì tôi đã sát lát nhỏ ra. Phần không thể thiếu đó chính là phần giúp cho nồi lẩu ngon chúng ta, chính là cái phần tỏi tôi đã băm nhỏ ra, đập nhỏ ra để chút tôi sẽ chưng lên. Đấy, cái phần không thể thiếu nữa chính là phần hành thì tôi, cái phần mà gần cuộn cây này thì tôi giữ lại, còn cái phần lá này tôi thái nhỏ ra, và một phần nữa là phần hành tây. Đấy, để làm nên một nồi lẩu ngon chúng ta phải cần có những cái gia vị này. Đây, tôi phải cần thêm phần sa tế. Sa tế thì tôi tự làm. Phần bột ngọt và phần đường không thể thiếu. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu các bạn tiếp cái phần rau sạch mà tôi đã lấy tại vườn. Hiện tại đây thì có 3 loại rau mà tôi sẽ giới thiệu các bạn. Hiện tại thì đây là rau ngải cứu. Dành ngải cứu rất là sạch. Phần thứ hai là rau tầm bóp. Rau tầm bóp về mùa này là mùa xuân, rất nhiều thứ, rất nhiều cái rau này rất là non, chúng ta ăn rất ngon. Phần thứ ba không thể thiếu được vào cái loại này thì hiện tại là nhiều nơi không có sử dụng, nhưng mà bên quê tôi thì tôi vẫn dùng, đây là rau xuyến chi. Rau này thì ngày xưa tôi đi chăn bò thì chủ yếu là bò ăn thôi, nhưng bây giờ con người chúng ta cái rau này ăn rất là sạch. Đấy, tôi đã lấy và rửa sạch đi, cho vào nhúng lẩu và chúng ta xào lên ăn rất là ngon. Đấy. Ok, bây giờ các bạn cùng vào bếp với tôi để tôi sẽ tiến hành làm cái đưa cái các phần gia vị này để làm một cái nồi lẩu chua cay ngon nhất nhé. Rồi chúng ta đi vào bếp. Tôi sẽ bật cái bếp này lên. Ok. Tôi sẽ sử dụng cái nồi này để tôi cho nhiệt độ nhỏ nhất nhé. Tôi sẽ chưng cái phần sốt lên, sau đó thì tôi sẽ đổ nước vào đây và làm thành một cái nồi lẩu, nồi nước lẩu chua cay rất là ngon. Đây, giờ tôi sẽ cho phần tỏi vào. Phần tỏi thì tôi phải cho nó tăng nhiệt độ lên chút, cho nó thơm già lên, thì tôi sẽ tiếp cho thêm cái phần gừng và sả, ớt băm. Ba thứ mà tôi sẽ sử dụng vào đây để tôi chiên xào lấy trước. Sau đấy thì tôi sẽ cho một cái muỗng cà phê này, cái phần sốt, nước sốt chua ngọt, nước sốt chua cay mà tôi đã chế biến. Đấy. Rồi,
một phần không thể thiếu đó nữa chính là chúng ta phải cho một cái muỗng cà phê nhỏ làm một cái thìa, một cái đũa này một điểm. Bây giờ tôi sẽ cho nước vào đây. Với chỗ nước này là có thể sử dụng cho gia đình nhà tôi 4 người rồi đấy. Chúng ta tăng nhiệt độ cao lên. Rồi, ở đây các bạn cho thêm cho tôi những cái phần tôi sử dụng bột canh hải châu nhé. Ở đây thì tôi sẽ dùng một cái muôi cà phê nhỏ này, bột canh hải châu. Tôi dùng thêm một muôi một cái muỗng cà phê nhỏ này đường. Tương tự như vậy tôi cũng dùng một cái muỗng cà phê này bột ngọt. Rồi, chúng ta đào đều lên và thử lại một chút là đã có thể có một cái nồi lẩu vừa vặn rồi đấy. Ok, rất là vừa. Rồi, bây giờ để có một nồi lẩu ngon nữa thì đây là phần nước. Thế còn phần chúng ta sẽ phải cho thêm phần gia vị rất là thơm ngon. Thì chúng ta sẽ cho thêm cái phần hành tây này. Hành tây. Phần ớt lát này. Đấy. Ớt này nó không có cay nên các bạn hãy yên tâm cho vào. Ok, vậy là khi tôi cho các phần gia vị thêm ở đây thì chúng ta đã được một cái nồi lẩu rất là ngon rồi. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ những video của tôi. Hẹn gặp lại các bạn những cái video hướng dẫn chế biến các món ăn ngon. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.